Thần tài báo mộng, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989, nam mạng năm 2024. Chờ cho lộc lớn mà đổi đời giàu dụ, tiền tỷ bay thẳng vào nhà, ôm trọn vận vàng son. Lộc phát tử vi xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mến thưa quý vị, mọi người đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống ra sao? Vui vẻ đón nhận mọi hỉ nộ ái ố hay là buồn bã đau thương, mặc kệ dòng đời đưa đẩy đến đâu thì đến. Cuộc sống này sẽ như thế nào là do cách mà bạn đón nhận lấy nó. Và tôi chắc chắn một điều rằng, nếu bạn cố gắng nén gạt sự vất vả, cơ cực và tủi khổ, thì chắc chắn những ngày tháng sau đó bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất và viên mãn nhất cho mình. Và theo luận giải tử vi mới nhất cho biết, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nam mạng khi bước sang năm 2024 sẽ đón nhận rất nhiều sự thay đổi tích cực, vận trình rực rỡ và thăng hoa trên tất cả các phương diện của cuộc sống, từ sự nghiệp tài lộc cho tới gia đạo và sức khỏe. Nếu như nắm chắc được lá số tử vi trong tay và có hướng đi chính xác nhất, thì bản mệnh sẽ có cuộc sống sung sướng, không phải lo nghĩ điều gì cả. Vậy đúng năm 2024, tuổi Kỷ Tỵ nam mạng sẽ nhận được những cơ hội và vận may gì trong thời gian này? Hãy cùng với Lộc Phát Tử Vi đi vào nội dung chi tiết nhé! Luận giải là số tử vi nam mạng tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, năm Giáp Thìn, 2024, gồm các nội dung chính sau. Phần 1. Đặc trưng phân biệt nam mạng tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, trong hệ tử vi đầu số. Phần 2. Chi tiết tử vi năm 2024 của nam mạng tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, theo can chi ngũ hành, sao chiếu mệnh, vận hạn vận niên và tuổi âm. Phần 3. Đánh giá vận trình tử vi nam mạng tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, năm 2024, trên các phương diện. Phần 4. Luận hung cát tử vi 12 tháng năm 2024 của nam mạng tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Phần 5. Luận kết và cách hóa giải vận xui của nam mạng tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, trong năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Kỷ Tỵ 1989, hay còn được gọi là phúc khí chi xà, con rắn của sự phúc khí. Năm sinh dương lịch, từ mùng 6 tháng 2 năm 1989 đến 26 tháng 1 năm 1990. Cung cấn, trực khai, mạng đại lâm mộc, cây ở rừng lớn, khắc đại trạch thổ, con nhà thanh đế, trường mạng, xương con rắn, tướng tinh con khỉ, Phật độ mạng, thiên can, kỷ, tương hợp, giáp, tương hình, quý, ất, địa chi, tỵ, tam hợp, tỵ, dậu, sửu, tứ hành xung, dần, thân, tỵ, hợi. Kỷ Tỵ 1989 luận rằng trời sinh tuổi Tỵ là những người có số mệnh phú quý. Tuy nhiên, họ lại không dễ dàng đạt được những điều đó. Cuộc đời của tuổi Kỷ Tỵ gặp lắm thương đau và tiền vận, sống bôn ba tự lập từ tuổi nhỏ. Cuộc sống có phần sung túc, sau một thời gian trong cuộc đời chịu nhiều thất bại nặng nề, trung vận sự nghiệp lên cao, càng lớn tuổi phúc lộc càng nhiều, làm ăn phát đạt, gia đình ấm êm, tuổi già an nhàn sung túc. Kỷ Tỵ thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng là đặc tính của can kỷ. Song xen lẫn tính chất của chi tỵ, cẩm tinh con rắn, nên đa nghi và thường đề phòng quá cẩn thận, đôi khi không cần thiết. Thích hoạt động riêng lẻ một mình, để có thể chiếm cứ vị trí quan trọng độc nhất. Mẫu người có thiên tư về triết lý, nghị luận sắc bén, thích sống cuộc đời độc lập, không muốn lệ thuộc vào người khác, do đó thường cô đơn trong hành động. Một số ít nhân hậu có lòng với mọi người, nhất là bè bạn, thích sống hòa hợp, có tinh thần cộng đồng cao, được mọi người xung quanh mến mộ. Sinh vào mùa xuân hay đông là thuận mùa sinh, mùa thu ít thuận lợi. Nếu mệnh đóng tại thân, dậu, thuở thiếu thời vất vả. Nếu sinh giờ tỵ, hợi, sau khi lập gia đình trở nên giàu có, danh vọng. Nữ mệnh đóng tại ngọ, nổi danh tài sắc và giàu có. Kỷ Tỵ 1989 là con rắn của sự may mắn, thông minh lanh lợi.
có công danh, có gia đình ấm êm. Trai có duyên được cả danh lẫn lợi, gái có số được đầy đủ hiền lương. Tuy là con rắn của sự may mắn, trong bản tên có chữ phúc khí, nhưng thực tế, bản mệnh của Kỷ Tỵ lại ẩn tàng số mệnh vất vả hơn so với rất nhiều bản mệnh khác. Đôi khi họ sẽ có cảm giác có tài nhưng chưa gặp thời, có trí nhưng chưa gặp vận, có nỗ lực nhưng cứ mãi mệt mỏi, lao đao. Sau đây là chi tiết tử vi năm 2024 của nam mạng tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989, theo can chi ngũ hành, cung phi, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989, năm 2024, được đánh giá là có khá nhiều thách thức, nhưng cũng rất năng động với những cá nhân tuổi Kỷ Tỵ. Hùng vận lớn, nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình. 1. Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng, theo can chi ngũ hành. Về thiên can kỷ, ngũ hành thuộc thổ, gặp thiên can giáp, ngũ hành thuộc mộc, của năm Giáp Kỷ Tỵ 2024 là tương hợp. Xem bói tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng năm 2024 cho biết, tuổi này được sự hỗ trợ đắc lực của quý nhân, nên công việc trở nên hanh thông hơn, mở rộng liên kết hay đầu tư chung nhiều khả năng diễn ra, mưu cầu về công danh trong năm cũng tốt. Tuy nhiên, với việc tương khắc về ngũ hành thiên can năm và thiên can tuổi, thì người tuổi này cần lưu ý các vấn đề sức khỏe trong năm Giáp Thìn, dễ ốm đau và thường lâu khỏi bệnh. Về địa chi, người tuổi này địa chi là Tỵ, gặp năm địa chi Kỷ Tỵ 2024 là chủ về quan hệ bình hòa. Theo tử vi tuổi Kỷ Tỵ, năm 2024 nam mạng, công việc kinh doanh không nhiều chuyển biến mới, cơ bản ổn định. Cùng với đó, gia đạo người tuổi này đón được các chuyện vui đưa tới. Xét về ngũ hành, Tỵ là hỏa, gặp ngũ hành địa chi Kỷ Tỵ là thổ. Hỏa sinh thổ, cho nên người tuổi này công việc trong năm Giáp Thìn dễ có sự tính toán. Bên cạnh đó, công việc cũng có những thay đổi dự định. Về ngũ hành, luận tử vi Kỷ Tỵ 2024 nam mạng cho hay, bản mệnh ngũ hành mộc gặp năm 2024 có ngũ hành thuộc hỏa là quan hệ sinh xuất. Trong năm 2024, bản thân người tuổi này có sự hao tổn. Chính vì thế, công việc dù thuận nhưng lại không được kết quả như ý. Có thể có đầu nhưng lại không có đuôi. Mở rộng kinh doanh hay đầu tư tiền bạc năm Kỷ Tỵ 2024, thu hồi vốn tương đối khó. Bên cạnh đó, người mệnh mộc cũng cần lưu ý về phương diện sức khỏe, nhất là các bệnh về ngực. Phần cuối năm, công việc làm ăn của người tuổi này dự báo sẽ đưa tới nhiều điều bất lợi. Về cung phi, xem tử vi tuổi Tỵ 1989 năm 2024 nam mạng, thấy được cung phi của người tuổi này khôn, ngũ hành thổ, gặp năm Giáp Thìn, cung chấn thuộc ngũ hành mộc là chủ về họa hại. Trong năm chủ mệnh cung khôn, cuộc sống không may mắn, cẩn thận chuyện thị phi. Ngũ hành của cung phi năm hành mộc khắc với ngũ hành cung phi của tuổi, cho nên chủ về mọi việc, chủ mệnh phải tự thân vận động cũng như làm chủ. Trong năm không được quý nhân hỗ trợ và cũng không thay đổi công việc. 2. Xem tử vi 2024 Kỷ Tỵ nam mạng theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng gặp năm Giáp Thìn 2024 là sao Mộc Đức. Sao Mộc Đức là một sao tốt trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Sao Mộc Đức chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc, có bạn mới, được thăng quan tiến chức, gặp quý nhân giúp đỡ, hôn nhân hòa hợp. Sao Mộc Đức tốt hay xấu? Sao Mộc Đức là phúc tinh trong cửu diệu của niên hạn, tốt cho cả nam và nữ. Người được sao chiếu mạng sẽ gặp được nhiều may mắn trong kinh doanh, công việc bình an, sinh tài thuận lợi. Về đường công danh, mệnh chủ gặp sao này sẽ gặp quý nhân phù trợ, có bạn bè mới, sự nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhiều tài lộc. Với người đang đi học, năm này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập, gặp được thầy giỏi, bạn tốt và gặt hái được thành tích cao.
phụ nữ đang mang thai được sao mộc đức chiếu, thì đứa trẻ sinh ra có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán. Sao mộc đức chiếu mạng, nữ có hạn huyết quang, chiếu mạng nam để phòng bệnh về mắt. Gia đạo có chút bất hòa, nhưng nhân khẩu bình an, không đáng lo lắng. Những người mới khởi nghiệp nếu gặp năm mộc đức thì cần thận trọng, đề phòng thất bại, không nên quá kiêu ngạo, tự phụ mà cần khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Những người mệnh kim hoặc mệnh mộc mà gặp sao mộc đức chiếu mạng thì có thể gặp trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Hạn của sao mộc đức vừa xấu nhưng cũng có thể mang lại điều tốt đẹp nếu người cúng vừa cúng sao giải hạn, vừa nghênh sao để tiếp đón điều may. Có một bài thơ diễn nghĩa về sao mộc đức như sau: Mộc đức tọa mệnh trong năm, tháng 10 tháng chạp tin mừng tới thăm, được người trợ giúp không ngừng, tiền bạc vay mượn đem cho nhẹ nhàng. Trong năm gặp sao mộc đức thường gặp may mắn, tháng 10 và tháng 12 âm lịch sẽ có tin vui, gặp được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp hanh thông. 3. Xem tử vi năm 2024 tuổi Kỷ Tỵ năm Mạng theo vận hạn. Hạn của tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm Mạng gặp năm Giáp Thìn 2024 là hạn Huỳnh Tuyền. Hạn Huỳnh Tuyền là gì? Huỳnh Tuyền có nghĩa là suối vàng. Bạn hiểu suối vàng là gì chưa? Đó là con suối có nước màu vàng lấp lánh ở dưới âm phủ. Nghe tới âm phủ là đã thấy tăm tối, nặng nề rồi. Vậy là không hề an toàn, đầy nguy hiểm. Gặp hạn Huỳnh Tuyền có thể đau ốm tới mức có thể từ giã trần ai để rũ bỏ bụi trần, ngao du tiên cảnh. Hạn Huỳnh Tuyền tốt xấu như thế nào? Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt để phòng tay chân. Vậy là có thể thấy gặp nạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Sức khỏe, như câu nói ở trên, rõ ràng có thể thấy hạn Huỳnh Tuyền chủ về bệnh tật. Người gặp nạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt, các bệnh liên quan tới mắt, tay chân. Do đó trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn bất lợi, sẽ dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước. Vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải nạn này. Tốt hơn hết nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cuộc sống không nên liên quan tới tòa án, dù là việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của, không có bình an trong gia đình. Khi gặp hạn Huỳnh Tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật. Một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của vì thuốc thang, chữa trị. Không những vậy, còn tốn thời gian công sức, chẳng thể tham gia vào những hoạt động, công việc khác. Sức khỏe không tốt dẫn tới không thể làm tốt công việc, kinh doanh, không đưa ra được ý kiến, quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Khi đầu óc chẳng còn được tỉnh táo thì sẽ đưa ra những quyết định không đúng, dẫn tới nhiều tổn thất. Vì Huỳnh Tuyền là suối vàng nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Các bệnh khi gặp nạn Huỳnh Tuyền thường là cao huyết áp, đột quỵ, tai biến. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi, dù có gặp nạn Huỳnh Tuyền hay không thì vẫn cần phải được chăm sóc và xử lý kịp thời khi gặp phải bệnh này. Hướng dẫn cách hóa giải hạn Huỳnh Tuyền. Các biện pháp giải hạn Huỳnh Tuyền đến nay vẫn chưa có. Thế nhưng, dựa vào những đặc điểm đã nêu, ta vẫn có một số cách giảm nhẹ hạn Huỳnh Tuyền sau đây. Cần tránh đầu tư kinh doanh quy mô lớn, không vay mượn tiền hay nhận bảo lãnh vay tiền, không đi đến những chỗ sông nước. Vấn đề sức khỏe cũng phải chú ý giữ gìn, nên xây dựng kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi hợp lý và khoa học, nên luyện tập, trao đổi sức khỏe. Đối với người cao tuổi bị cao huyết áp, cần áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng biệt,
giảm lượng muối, mỡ và chất kích thích. Vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến, đột quỵ. Nguyên tắc chung để tăng cường may mắn, hạn chế điểm xấu là tu nhân tích đức, chăm làm việc thiện. Đây đều là những điều nên làm, nên không phải gặp năm hạn mới thực hiện, mà cần làm thường xuyên sẽ giúp tăng thêm phúc đức, vận may. 4. Xem tử vi 2024 kỷ tỵ năm mạng theo vận niên. Vận niên 2024 kỷ tỵ năm mạng gặp kê hồi viên, tốt. Vận niên kê hồi viên tức là vận niên tượng trưng cho hình ảnh về gà được trở về với vườn. Xem tử vi kỷ tỵ năm mạng 1989 năm 2024 cho thấy tài lộc đưa tới, xuất hành trong năm cũng được lợi. Sức khỏe người tuổi này tốt, nhưng cần tránh đi lại cầu phà hay di chuyển vùng sông nước. Bản thân nên sống chân thành, thủy chung, cẩn thận mắc mưu kẻ xấu. Tuy nhiên, những chuyện khẩu thiệt cũng cơ bản nho nhỏ nên không quá lo lắng. Không nên cho vay nợ vì thường khó đòi. 5. Xem tử vi năm 2024, tuổi kỷ tỵ năm mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2024 tuổi kỷ tỵ 1989 năm mạng có hạn tam tai không? Người tuổi kỷ tỵ cần tránh các năm tam tai, Tý, Sửu, Hợi. Năm 2024 giáp thìn, theo cách tính thì gia chủ 1989 kỷ tỵ sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Tử vi năm 2024 tuổi kỷ tỵ 1989 năm mạng có hạn kim lâu không? Năm 2024 giáp thìn, gia chủ 1989 kỷ tỵ là 36 tuổi, tuổi mụ. Theo cách tính này, gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tử vi 2024 tuổi kỷ tỵ 1989 năm mạng có hạn hoang ốc không? Năm nay bạn phạm tuổi tam địa sát, phạm hoang ốc. Tam địa sát có câu tam sát nhân do giai đắc mệnh, làm nhà tuổi này không tốt, gia chủ sẽ dễ mắc bệnh. Tử vi năm 2024 tuổi kỷ tỵ 1989 năm mạng có hạn thái tuế không? Kỷ tỵ 1989 năm giáp thìn 2024 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2024 tuổi kỷ tỵ 1989 năm mạng có hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên thì gia chủ kỷ tỵ 1989 năm giáp thìn 2024 là trạch lộc, là một trong bốn trạch tốt gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch lộc là tốt, bởi vậy gia chủ 1989 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2024 này. Người xưa có thơ rằng, làm nhà cửu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc, phú thọ yên. Nếu gặp bại hư khốc quỷ tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc đức bảo lộc, các trạch xấu là bại hư khốc quỷ tử trừ ra. Tóm lại, năm 2024, gia chủ sinh năm 1989 gặp trạch lộc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi năm mạng, tuổi kỷ tỵ, sinh năm 1989, năm 2024 trên các phương diện. Về sự nghiệp, đây là năm hầu hết các kế hoạch cũ mới của kỷ tỵ đều vấp phải cản trở nhất định. Nguyên nhân tới từ cả khách quan lẫn chủ quan, khởi sự khó thành, việc cũ dở dang. Điều này cũng đặt ra thử thách cho sự kiên trì và ứng biến linh hoạt của con giáp này. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì năm nay có thể khiến bạn phải thất vọng. Vận khí thăng trầm bất ổn khiến tuổi kỷ tỵ muốn thay đổi để thích ứng, khó mà làm cố định một chỗ, một vị trí trong thời gian dài. Nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Cục diện tương hại cũng khiến con giáp này dễ vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy dập hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài hao sức. Với những người đang muốn thay đổi công việc, hiện không phải là thời cơ tốt. Dù vẫn có cơ hội việc làm, song quan trọng nhất là bạn biết mình cần gì và muốn gì. Việc chạy theo tiếng gọi đam mê đôi khi chỉ là cái cớ ngụy biện cho sự cả thèm chóng chán của bạn mà thôi. Hùng vận lớn
nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình. Trong hung tàng cát, sao tốt trở về công danh là ấn quan và thiếu dương sẽ giúp gia chủ tăng phúc thọ, cứu giải nan nguy cho kỷ tỵ vào đúng lúc. Chỉ cần bạn có nỗ lực thật sự thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Nhìn chung, năm Giáp Thìn 2024 với tuổi kỷ tỵ diễn ra tốt đẹp hay trắc trở hoàn toàn phụ thuộc vào cách bạn thể hiện sức mạnh và hạn chế điểm yếu. Đây là một năm bận rộn, cuốn bạn với một guồng quay mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, nó cũng giúp bạn rèn giũa bản thân với những kinh nghiệm thực chiến để ngày càng trưởng thành hơn. Hãy cứ đón nhận mọi thứ như một phần tất yếu của cuộc sống. Về tài vận, về phương diện tài lộc, tuổi kỷ tỵ được dự đoán có một năm tài chính bấp bênh, thu chi mất cân đối, lợi nhuận dễ sa sút. Hùng vận khiến con giáp này gặp nhiều khó khăn trong làm ăn. Kế hoạch hợp tác dễ đổ bể vì đối tác quay lưng nửa chừng. Tiểu nhân vận cũng cảnh báo chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ trong năm sẽ tăng lên. Bản mệnh nên hết sức chú ý. Con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Con giáp này đôi khi có thể vì sự bốc đồng mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, thậm chí là phải trả một cái giá không nhỏ. Do đó, trước khi hành động, đừng quên cho mình thời gian để cân nhắc thiệt hơn. Làm ăn quan trọng nhất là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc đến đấy. Bản mệnh không nên tham lam, ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Chi tiêu chú trọng tiết kiệm, những người có thói quen tiêu xài hoang phí sẽ càng dễ rơi vào tình trạng eo hẹp trong năm 2024. Ngược lại, người biết tiết kiệm và chi tiêu thông minh sẽ chịu ít ảnh hưởng hơn, dù nguồn thu không tăng tiến là mấy. Đặc biệt, tuổi kỷ tỵ cần đặc biệt nhớ các việc phạm pháp, lách luật hay những trò mang tính đỏ đen không hề phù hợp với bạn trong năm nay. Bản mệnh có thể vướng vào kiện tụng nếu làm ăn bất chính. Chớ dại đánh đổi tương lai của mình vì cái lợi trước mắt. Nhìn chung, vì vận khí thăng trầm bất ổn, có thời điểm tuổi kỷ tỵ liên tục chịu áp lực về tài chính, hao tốn tiền của, phá tài. Nhưng một khi đã vượt qua, con giáp này vẫn có thể tìm được ánh sáng trong bóng tối bằng chính khả năng của mình và khiến người khác phải ngưỡng mộ. Vậy nên, đừng chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt mà vội bỏ cuộc. Kiên trì tới cùng mới biết thành quả lớn nhường nào. Về tình cảm gia đạo, tử vi năm 2024 nhận định vận hạn bủa vây khiến đường tình duyên của tuổi kỷ tỵ chịu nhiều tác động bất lợi, dù trong năm vẫn có đào hoa chiếu mệnh. Vốn là năm được Bách Việt chủ nhân duyên nhập cục, các tinh này mang đến may mắn trong các mối quan hệ tình cảm của tuổi kỷ tỵ. Bất luận là người độc thân hay đã có gia đình, đều sẽ có những thời điểm tình yêu thăng hoa, hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân nhìn chung khá vượng đào hoa, có quan hệ xã giao rộng, dễ dàng tìm thấy đối tượng ưng ý về ngoại hình, tính cách hay điều kiện kinh tế. Những ai đã có đôi có cặp cũng phải đối mặt với mâu thuẫn gia tăng. Đừng cố gắng thay đổi chỉ để làm hài lòng người ấy. Bạn sẽ không giữ được họ mãi mãi bên mình bằng cách này. Chìa khóa cho chuyện tình cảm của bạn trong năm này là nên dành tình yêu cho người xứng đáng. Nhưng người đã có gia đình lại càng cần cảnh giác, rất dễ bị cám dỗ mà ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Cảm xúc thất thường cũng khiến con giáp này có cái nhìn tiêu cực đối với nửa kia. Giận hờn vô cớ, mâu thuẫn, trách móc, hoài nghi. Một khi không thể làm chủ cảm xúc, tuổi kỷ tỵ dễ nóng vội, đưa ra quyết định sai lầm. Về sức khỏe, tử vi tuổi kỷ tỵ 2024 về sức khỏe chịu nhiều ảnh hưởng từ cục diện hại thái tuế. Tinh thần bị tác động mạnh là nguyên nhân chính khiến sức đề kháng giảm sút, tăng nguy cơ bệnh tật, ốm đau. Trong năm có nhiều việc phải lo toan suy nghĩ, trục trặc trong cả công việc và tình cảm, có thể khiến bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh. Bạn nên lưu tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh. Hơn nữa, tâm trạng không tốt có thể gây ảnh hưởng tới tinh khí của bạn.
bản mệnh nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, dành thời gian thư giãn tinh thần để điều hòa khí huyết. Hung vận lớn nên Kỷ Tỵ cũng hạn chế đi lại đường xa, cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông, chú ý đến vấn đề an toàn. Bạn có thể lựa chọn những môn thể thao vừa sức và có thể áp dụng thoải mái tại nhà để nâng cao thể lực. Đồng thời, tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện nguy cơ bệnh tật nếu có. Dưới đây là dự đoán tử vi 12 tháng năm 2024 của tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Trong tháng mở đầu năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Tỵ đứng trước thử thách khi bạn không thể phát huy trọn vẹn năng lực cá nhân của mình. Tình hình tài chính trong tháng không mấy khả quan. Nếu không kịp thời quản lý chi tiêu, sẽ dễ dẫn đến phá tài, tạo thành áp lực kinh tế. Sức khỏe cũng có thể gặp vấn đề khó chịu về đường tiêu hóa và tổn thương mô cơ. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tài lộc của người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 2 năm 2024 không thực sự lý tưởng. Bên cạnh việc đầu tư thiếu hiệu quả dẫn tới thất thoát tiền bạc, con giáp này còn có thể phải bỏ ra một khoản không nhỏ cho việc khám chữa bệnh do sức khỏe sa sút. Nếu không chăm sóc sức khỏe cẩn thận, bạn sẽ còn đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Ngoài ra, trong tháng này, bạn cũng không nên vi phạm quy định, mạo hiểm phi pháp, kẻo sẽ phải đối mặt với luật pháp. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Vào tháng 3 năm 2024, tuổi Kỷ Tỵ có thể đón một vài cơ hội mới mẻ trong sự nghiệp, tài chính. Nhờ vậy cũng có chút cải thiện. Tuy nhiên, mọi việc đều có quy trình. Bạn trở nên đốt cháy giai đoạn, kẻo công sức đổ sông đổ biển. Bên cạnh đó, những bạn trong quá trình kiểm tra, đánh giá, sát hạch năng lực có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Tổng thể mọi việc không có gì phải lo lắng. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tin vui là vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Tỵ sẽ tăng dần trong tháng này. Tiền bạc có thể đến từ nhiều nguồn, nhưng quan trọng là bạn phải tự mình nỗ lực mới mong đạt được điều đó. Tâm lý ăn may hay dựa dẫm vào người khác sẽ không phù hợp trong tháng này. Khối lượng công việc đã vơi bớt, nhờ vậy, bạn sẽ có những thời điểm được thả lỏng đầu óc, không còn phải tất bật theo guồng quay vội vã trước đó nữa. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Kỷ Tỵ có thể nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ bí mật của quý nhân trong sự nghiệp vào tháng này. Đối phương đóng vai trò chỉ điểm, còn hành động vẫn phải do bạn đảm nhận. Trở nên dựa dẫm quá nhiều vào người khác, bạn cần cố gắng tự lực cánh sinh mới mong gặt hái được nhiều thành tựu. Vận khí khởi sắc trong tháng còn có lợi cho tài vận của bạn. Có thể nhận được khoản lợi tức từ đầu tư, hoa hồng, đãi ngộ, chức vụ. Nhìn chung, tiền bạc tự tìm tới, giúp bạn nhanh chóng cải thiện cuộc sống. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Tháng 6 năm 2024, người tuổi Kỷ Tỵ đối mặt với không ít thăng trầm trong sự nghiệp. Vận khí suy giảm nên không có lợi cho việc cạnh tranh dự án, dễ bị đối thủ chen lấn, cố chấp tiến hành sẽ chỉ thua thiệt. Tài vận cũng xuống dốc, một số người có thể bị tổn hại lợi ích do anh em bạn bè, cũng có khi mất tiền mất của vì sự cả tin của mình. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tháng 7 này có thể là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong năm với tuổi Kỷ Tỵ. Bạn có những khoảng nghỉ sau quá trình chăm chỉ và nỗ lực từ đầu năm. Một số bạn có thể tận hưởng cuộc sống bằng cách đi du lịch, nghỉ dưỡng để xả hơi. Điều này cũng rất hữu ích trong việc cải thiện tâm trạng của bạn. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Vận khí trong tháng của tuổi Kỷ Tỵ có thăng có trầm, áp lực giảm bớt nhưng họa thị phi rình rập. Nếu không thận trọng trong cả hành động lẫn lời nói, con giáp này dễ thiệt thòi đủ đường, trường hợp nghiêm trọng thậm chí còn dẫn tới kiện cáo pháp luật. Bản mệnh còn có thể xảy ra xung đột với cấp trên trong quá trình trao đổi công việc. Những yêu cầu có phần vô lý của đối phương khiến bạn sinh tâm lý chống đối, nhưng bạn cũng không nên vượt quá quyền hạn của mình. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Sự bốc đồng có thể gây rắc rối cho Kỷ Tỵ
trong tháng 9 năm 2024, bạn được nhắc nhở không nên hành động cảm tính kẻo tự gây xáo trộn cho các kế hoạch của mình. Tất nhiên, bạn cũng không nên quá do dự mà để lỡ cơ hội tốt. Thận trọng nhưng chớ nên chần chừ. Công việc vẫn có áp lực nhất định, còn dễ xảy ra xích mích nội bộ. Tài chính không quá khả quan, những người làm kinh doanh có thể thua thiệt so với đối thủ vì một vài tính toán sai lầm. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch, cơ hội phát triển sự nghiệp sẽ đến với Kỷ Tỵ trong tháng này. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ bỏ lỡ vì chuyên môn không đủ để đảm nhận. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tích lũy kinh nghiệm và không ngừng trau dồi kỹ năng để điều đáng tiếc đó không xảy ra thêm một lần nữa. Tài lộc có thu có chi, nhu cầu cuộc sống tăng cao khiến kinh tế của bạn không quá dư giả. Bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không rơi vào cảnh eo hẹp. Đầu tư mạo hiểm cũng không thích hợp ở thời điểm này. Dù lợi nhuận có cao đến đâu, bạn không nên bất chấp tất cả mà bỏ qua rủi ro tiềm ẩn. Phương diện tình cảm cũng tiêu tốn của bạn một khoản tiền không nhỏ. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch, tài lộc của tuổi Kỷ Tỵ đã có sự khởi sắc khi bước sang tháng 11 năm 2024. Một vài dự án hợp tác đem đến cho bạn khoản lợi nhuận không nhỏ. Tháng này không nên bất chấp tất cả để kiếm tiền, nhất là bằng việc chơi đỏ đen, kẻo dẫn tới rắc rối về mặt pháp luật. Vận trình sự nghiệp cũng sáng sủa hơn, dễ gặp được quý nhân giúp đỡ, nâng cao hiệu suất. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm 2024, tuổi Kỷ Tỵ bước vào giai đoạn nước rút của nhiều kế hoạch. Cảm giác thất bại cũng tăng lên, càng đòi hỏi bạn phải làm việc cẩn thận tới nơi tới chốn để hạn chế sai sót không đáng có. Ngoài ra, tháng này bạn cũng phải chú ý giữ gìn, bảo quản đồ đạc, tư trang cẩn thận, kẻo bị trộm cắp, lừa lọc. Tổng kết và phương pháp hóa giải vận xui cho tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng trong năm 2024. 2024 không phải là một năm nhiều khó khăn và biến động với người tuổi Kỷ Tỵ, mặc dù vẫn chịu tác động của một vài cục diện xấu. Đường số sẽ phải tất bật với những kế hoạch hay mục tiêu đã đề ra trước đó, sẽ vấp phải không ít trở lực trên con đường đi tới thành công. Nhưng một khi đã hạ quyết tâm, tuổi Kỷ Tỵ ắt đạt được thành quả như mong muốn. Dưới đây là cách hóa giải vận xui năm 2024 cho tuổi Kỷ Tỵ ở từng phương diện. Về công việc, bản mệnh nên chú trọng bồi dưỡng năng lực bản thân cũng như cân bằng cảm xúc. Chỉ khi nào bạn tỉnh táo và chủ động nắm bắt thì cơ hội thực sự tốt mới xuất hiện. Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân kẻo vướng thị phi. Về tiền bạc, thận trọng với các giao dịch tiền bạc, không nên ủy thác người ngoài mà tự mình tiến hành, tránh bị lừa đảo. Về tình cảm, chỉ khi nào kiềm chế được cảm xúc, đường số mới tránh được xung đột trong tình cảm. Nên dành nhiều thời gian bên gia đình, bạn bè. Những lúc nguy khó, có người bầu bạn sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn là một mình chống đỡ. Về sức khỏe, tâm bệnh sinh ra thể bệnh. Vì thế, chú trọng vấn đề tinh thần hơn tất cả. Chỉ có như vậy thì bệnh tật mới không dồn dập kéo đến. Ngoài ra, bạn nên tiếp xúc thiên nhiên nhiều hơn, tập phơi nắng, đi leo núi, tắm suối an toàn để hấp thụ được nguồn năng lượng tích cực, tốt cho điều trị tâm bệnh. Làm việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, mang theo mình một vài vật phẩm phong thủy trợ mệnh hoặc chú trọng cúng sao giải hạn đầu năm. Là những việc mà những chú rắn có thể làm trong phạm vi của mình để tăng cường cát khí, giúp bản thân dễ dàng gặp hung hòa cát, biến thách thức thành cơ hội, vươn tới cuộc sống đáng mơ ước. Quý vị thân mến, vì sự phân công lao động khác nhau nên mọi người phải thực hiện nhiệm vụ của mình và ổn định vai trò của mình. Sự vận hành trơn tru của xã hội không chỉ đòi hỏi những quyết định đúng đắn của những người ở trên, mà còn cần có sự thực hiện đúng đắn của những người ở phía dưới. Trong tất cả các loại hình biểu diễn âm nhạc, giao hưởng là hình thức đòi hỏi sự hiểu biết và hợp tác tốt nhất. Chỉ khi mỗi nhạc sĩ thực hiện nhiệm vụ của mình và bằng lòng với nhiệm vụ của mình, thì cả ban nhạc mới chơi được một bản nhạc du dương. Một khi nhạc sĩ không nghe hiệu lệnh của nhạc trưởng mà chơi tùy tiện,
toàn bộ bài nhạc sẽ bị phá hủy, âm nhạc bị hỗn loạn, không còn gì hay nữa. Mỗi người đều có vị trí của mình. Ông trời đang nhìn việc người ta làm. Nếu bạn làm điều gì vượt quá vị trí của mình, đương nhiên bạn sẽ mệt mà lại còn tự chuốc họa vào thân. Trong truyền thuyết cổ xưa, có câu chuyện về một vị vua kiệt xuất tên là Đường Nghiêu. Dưới sự cai trị của ông, người dân sống và làm việc trong ấm no thái bình. Nhưng Đường Nghiêu rất khiêm tốn. Khi nghe tin ẩn sĩ Hứa Do là người tài năng đức độ, ông muốn nhường quyền trị vì cho Hứa Do. Đường Nghiêu nói với Hứa Do, khi mặt trời và mặt trăng ló dạng mà không dập tắt ngọn nến, chẳng phải là ngọn nến vô nghĩa so với độ sáng của mặt trời và mặt trăng sao? Mưa đã tạnh mà vẫn tưới nước cho cây con, chẳng phải là vô ích sao? Nếu ông làm người lãnh đạo, ông nhất định sẽ cai trị thiên hạ tốt hơn ta. Vậy ta chiếm vị trí này có ích lợi gì? Ngàn lần không thể đặt mình sai vị trí. Hứa Do nghe xong liền nói, người đang cai trị thiên hạ rất tốt. Chim hồng tước làm tổ trong rừng, nhưng chỉ chiếm một cành cây. Chuột chũi uống nước sông Hoàng Hà, nhưng chỉ làm đầy bụng. Thiên hạ này có ích gì với tôi chứ? Dù là người đầu bếp không chuẩn bị đồ cúng cho lễ tế, người phụ trách lễ tế cũng không thể vượt quá chức vụ của mình mà tự ý vào trong bếp nấu thay. Làm tốt vai trò của mình là phải chịu trách nhiệm hết mình với công việc. Việc can thiệp và những việc không thuộc thẩm quyền của mình không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân mà còn khiến người khác cảm thấy họ không nhận được sự tôn trọng. Nếu mọi người có thể tận dụng tốt nhất tài năng của mình và mọi nguồn lực đều được áp dụng một cách thành thục và phù hợp cho công việc, tình cảm và cuộc sống, điều đó thật tuyệt vời. Plato đã viết trong cuốn The Republic như sau: công lý có nghĩa là mọi thành viên trong xã hội đều có những nghĩa vụ cụ thể của mình và nên giới hạn hoạt động của mình trong việc thực hiện đúng đắn những nghĩa vụ này. Nếu bạn là thiên lý mã thì bạn không cần lo lắng không ai phát hiện ra mình. Trước khi được tìm thấy, bạn chỉ cần hãy là chính mình. Tuân thủ nghĩa vụ của bạn và tôn trọng mọi công việc là sự hiện thực hóa tốt nhất giá trị cá nhân. Sông có đôi bờ, vạn vật đều có hai mặt. Tùy theo vị trí mà cuộc sống mỗi người sẽ khác nhau. Nếu muốn thành công, việc tìm kiếm vị trí của mình là một bước tất yếu. Một khi bạn thấy rõ mình là ai và mình muốn gì, bạn sẽ tự nhiên hiểu được khoảng cách giữa bản thân và thành công còn bao xa. Tầm nhìn quyết định trình độ và trình độ sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của một người. Vì vậy, chúng ta không cần đòi hỏi sự chấp thuận của thế giới. Chỉ cần có thêm sự hiểu biết và đồng cảm thì bạn sẽ thấy bản thân dễ hòa nhập với thế giới hơn. Nếu bạn biết chính mình, bạn sẽ biết thế giới. Mong rằng tất cả chúng ta đều sống một cuộc sống trong sáng và trở thành một viên ngọc sáng ngời ở vị trí của riêng mình.